kính bạch sư sư cho con hỏi về câu nói của đức phật tin ta mà không hiểu ta là phỉ bán ta thư sư tin gì và hiểu gì mới đúng Này. À, thưa với quý vị đó uhm cái câu hỏi của quý vị cái câu hỏi này đó, nó làm cho sư phải đi tìm ở trong kinh tạng nha sư phải tìm nó tìm mất hết cả buổi sáng và sư mới tá quả một chuyện là nó không có trong kinh <laughs> đó, ban, ban đầu nghe thì thấy nó cũng có lý đó ban đầu nghe thấy cũng có lý thì cũng có nhiều người dẫn à, thành ra là cũng tìm nhưng mà tìm không thấy trong kinh chánh kinh không có nghĩ chú giải chắc có tìm trong chú giải cũng không có trong chú giải À, chú giải không có chắc hậu chú giải có à, tiền cũng không có trong hậu chú giải luôn à, tức là toàn bộ những cái nguồn um, không có thì thôi bây giờ nếu mà quý vị tìm được cụ thể nằm trong bài kinh nào á à, quý vị chỉ cho sư ha còn giờ không có à, rồi còn um, ban, cái câu này ban đầu nghe thì nó có lý nhưng mà nó kẹn cái như vậy. à, làm chúng ta phủ nhận cái niềm tin trong sạch khi nhìn thấy thế tôn không lẽ bây giờ đó cái này trong kinh có rất là nhiều nha trong kinh có rất là nhiều à rồi đặc biệt là trong cái chuyện lão tăng kệ đó có kể là có những vị khi mà nhìn thấy đức thế tôn nhìn cái oai nghi tế hạnh của đức thế tôn đó tự nhiên phát sanh cái niềm tin trong sạch đối với ngài và nhờ cái niềm tin trong sạch đó họ sanh thiên và sau đó đó là vị đó có thể xuất gia nơi đức thế tôn và chứng đắc đạo quả rồi có những con người họ chỉ cần nhìn cái hình ảnh đức thế tôn thôi là tự nhiên họ phát tâm trong sạch, trong khi đó họ chưa nghe đức phật nói cái gì hết, nha chưa nghe phật nói cái gì hết thì làm sao hiểu ngài, thì không lẽ như vậy là họ phỉ bán ngài hay sao? đấy, cho nên nếu như câu này sử dụng á, thì thứ nhất là sử dụng trong một vài cái tình huống cụ thể nào đó, cái thứ hai là mình phải xác định rõ là câu này phật không có nói, nha cái này có thể ai đó nói nhưng mà để tăng cái niềm tin nha, tăng cái niềm tin tăng cái chất lượng à, rồi họ để cho phật nói giống như bây giờ cái câu là chúng ta không thể chống lại những thằng ngu bởi vì chúng rất là đông à, mở hoặc là à, cái gì à, Einstein nói Einstein nói trong khi đó ông có nói khỉ gì đâu cái ừ? câu này đi kiếm mà một ngày trời hố đâu vậy ta kiếm ra thì mới kiếm ra cái cái câu này trong à, à, tăng chi bồ kinh Ở này các tỳ kheo có hai hạng người xuyên tạc như lai like. như thế nào là hai số một người nêu rõ như lai like, có nói có thuyết như lai like, nói như lai like không thuyết không nói không thuyết và số hai là người nêu rõ như lai like, không nói không thuyết là như lai like, có nói có thuyết này các tỳ kheo có hai hạng người này xuyên tạc như lai like? À, tôi chỉ tìm thấy cái câu này thôi chứ không có hoàn toàn không có thấy cái câu là tin ta mà không hiểu ta là phỉ bán ta à, trong trong kinh điển không có còn à, bây giờ mà mà ngồi mà phân tích cái câu tin ta mà không hiểu ta đó là là phỉ bán ta thì thì nó có cái điểm hai cái điểm như vậy Thứ nhất á cái câu này nó làm cho cái cái dạng mà người tu mà cụ bắp nó nhìn vô nản lòng chiến sĩ á có nghĩa là tôi tin ông là được rồi chứ bắt tôi phải hiểu ông nữa rồi tôi dốt rồi sao nè có nghĩa là mình nói là có chồng đã hở giá đó. có nghĩa là bây giờ cái đức phật không có ép buộc ai mà phải làm cái chuyện gọi uh, là, là tổ cao hết trơn để để để, để theo ngài cả Đức Phật Ngài giảng từng tự pháp nữa Đầu tiên Ngài cho bố thí xong mới trì giới Tại sao mà Ngài không cho trì giới chứ Bố thí Vì pháp bố thí nó dễ như hơn Người ta làm nó dễ Cái người mới vào đạo Cái người, mới trên con đường Phật Pháp Họ sẽ dễ thực hành Cái pháp nó phải từng tự mới vô Bắt nút nhà sao chịu nổi Đi là tè đó còn té nữa kìa Thứ hai là cái câu này á mà mình sâu ra đó mình nhìn mình thấy đó, là giống như giống như những người nào mà tu tu mà yếu yếu là là coi như không phải con Phật gì đó mình 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 nghĩ con lại đây giống như Đức Phật phủ nhận hết hoàn toàn cái công lao của cái người mà họ mới vô nghề vậy đó mới vô đạo bây giờ mình nói là bây giờ một cái ông thợ mộc ổng truyền nghề cho đệ tử mà ổng nói là thằng nào mà không khắc cho con rồng là không phải đệ tử tao vậy mấy thằng mà nó yêu nó tay nghề nó kém hơn nó khắc được con rồng là, là phủ nhận cái công lao học hành điêu khắc của nó bao nhiêu năm trời sao bây giờ cái người mà họ tin thưa quý vị mẹ sư á mẹ ơi vô chùa đi đi kiếm cái chùa vô quét cái sân lại lại phật là được rồi không cần tuấn cần bá phải gọi là, là, là nhiệm màu phật pháp bà học kinh điển gì cho dữ dằn gạnh gạnh nó không vô chùa quét cái chùa rồi vô lắp nhang lại phật được rồi Ở nhà có cái chùa gần không không đi là không đi bây giờ quý vị tính sao cho nên tôi có những với những người cái, cái, cái nhân viên phật pháp kém duyên mỏng để họ tin đức phật thôi là cả một vấn đề là đừng có nói hiểu đức phật rồi tin hiểu những cái lời dạy của Đức Phật cái nữa Cho nên câu này giống như đặt cái trường hợp Ở một cái vị tục, một cái vị trí cao vậy đó Làm cho những người thấp người ta không có biết đường đâu người ta lần